Chào tất cả các bạn, không biết các bạn cảm thấy vấn đề an toàn giao thông của nước ta là như thế nào, nhưng mà riêng mình thì cảm thấy nó khá là rối rắm. Điển hình như việc mình vừa ra ngoài đường thôi, có một lúc thôi, nhưng mà mình đã gặp được vô số cái kiểu người tham gia giao thông mà khiến những người tham gia giao thông như mình cảm thấy ức chế luôn. Về kiểu này ấy, thì ra ngoài đường toàn gặp những anh nhập trai kiểu xoái ca như mình này, nhưng mà không bao giờ chịu đội mũ bảo hiểm và gặp những tình huống dở khóc dở cười. Để cho các bạn dễ hình dung thì mời các bạn xem clip sau đây. Về kiểu này ấy, khi tham gia giao thông thì chúng ta luôn gặp các anh chị uống rượu thật say và có nồng độ cồn trong máu quá mức cho phép. Và kết quả như thế nào thì xin mời các bạn tự đoán nhé. Kiểu người này ấy, tham gia giao thông không bao giờ sợ thần chết. Họ luôn thể hiện mình bằng những pha lạng lách và đánh võng nguy hiểm. Ví dụ như sau. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu như các bạn không muốn trở thành một trong những nạn nhân của tai nạn giao thông thì từ bây giờ hãy chấp hành đúng luật an toàn giao thông. Luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và không phóng nhanh vượt ẩu nhé. Còn bây giờ thì muộn rồi, mình phải đi mua đồ cho mẹ đã, không thì ăn đồ đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.